Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng dịp 19 tháng 5 cho các đảng viên tại huyện Ân Thi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Đào Đình Thi, sinh năm 1925, chi bộ thôn Đào Xá, Trần Bá Giai, sinh năm 1927, thuộc chi bộ thôn Phần Lâm, xã Đào Dương, và Phạm Trọng Gia, sinh năm 1932, thuộc chi bộ thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu. Cả ba đảng viên đều tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 1946. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng các đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của mỗi đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, cũng là vinh dự rất lớn, mốc son trong quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến của mỗi đảng viên cũng như cho tổ chức Đảng chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt. Mỗi đồng chí được vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5, dù thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, song đều có điểm chung là sẵn sàng dấn thân phục vụ cách mạng, phục vụ đất nước, luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong suốt quá trình hoạt động để đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước. Bí thư Tỉnh ủy mong mỗi đồng chí đảng viên lão thành phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên, trở thành điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng để các thế hệ hậu bối tiếp tục phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh. Đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đảm bảo các chế độ chính sách cho các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.